Thầy nghĩ lần này, đại lễ Phật đản lần này rất long trọng, rất tuyệt vời. Các Phật tử rất tốt, rất tự tin. Họ bày tỏ sự tin tưởng với Đức Phật. Các Phật tử cung kính Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn. Chúng ta nên kỷ niệm như theo cách này. Thực sự rất tuyệt vời khi tôi được chứng kiến rất nhiều người có mặt tại đây và tinh thần mà họ có, vì tôi thật sự cảm nhận được năng lượng của mọi người ở đây. Việc giữ gìn truyền thống Phật giáo tại Việt Nam rất quan trọng. Ngoài ra, việc truyền tải các kiến thức từ thế hệ quá khứ tới thế hệ tương lai cũng rất quan trọng. Tôi thấy rất ấn tượng. Tôi đã theo dõi chương trình. 2 giờ qua thực sự thú vị. Đầu tiên là đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh và nhớ lại lời dạy của Ngài. Chúng tôi đã có lời cầu nguyện rất ý nghĩa từ thông điệp căn bản của Đức Phật. Vì vậy, tôi nghĩ một trong những mục tiêu chính của buổi lễ là lan tỏa thông điệp của Đức Phật đến với tất cả mọi người, hàng vạn người vân tập về đây. Tôi cũng rất ấn tượng với lễ khánh thành Đại Giảng Đường. Tôi bước vào đó và thấy hình ảnh Bồ Đề Đạo Tràng và tôn tượng Đức Phật thành đạo hơn 2.600 năm trước. Vì vậy, tôi nghĩ những bức tranh ấy cũng ngụ ý giúp ta nhớ lại quá khứ và là truyền cảm hứng cho chúng ta. Đại Giảng Đường phục vụ được cho những đại lễ lớn, giúp truyền tải những thông điệp của Đức Phật khiến chúng ta trở thành những con người tốt đẹp hơn. Mỗi người tốt đẹp hơn thì đất nước cũng được tốt đẹp hơn, từ đó xây dựng một thế giới tốt hơn. Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được tham dự đại lễ này. Bởi tất cả chúng ta đều biết được rằng ngày lễ Phật đản là để tôn vinh sự giác ngộ của Đức Phật. Cùng với đó là gửi gắm thông điệp về hòa bình và tôn trọng tôn giáo trên thế giới. Việc khánh thành ngôi đại giảng đường trên núi lớn nhất thế giới tại Chùa Ba Vàng thể hiện sự tận tâm và cống hiến hết mình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với Phật giáo và thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo đối với thế giới. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi vô cùng biết ơn Hòa Thượng Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, đã có lời mời và tạo điều kiện thuận lợi cho Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội được tham quan vào sự kiện trọng đại này. Trong thời gian tới, nếu có cơ hội, chắc chắn tôi cũng sẽ tham gia những hoạt động Phật giáo tại Chùa Ba Vàng. Cảm xúc của thầy rất vui khi được đến đây gặp người dân Việt Nam, vì người Việt Nam và Lào được ví như anh em trong một nhà. Rất là tuyệt vời. Tôi cũng hỏi tiến sĩ Cao Đức Phát, một người bạn rất tốt của tôi, rằng tại sao lại có nhiều người từ nhiều tỉnh thành khác tới đây đến vậy? Và ông ấy trả lời rằng bởi vì mọi người tin vào Phật Pháp và Phật tử từ mọi miền Bắc, Trung, Nam đều đến đây để tham dự đại lễ. Ở Nepal, Vesak là một ngày đại lễ. Họ cũng tổ chức nhưng không đẹp như ở đây. Hàng ngàn người vân tập về đây và đi diễu hành trên con đường dài. Thật tuyệt vời. Qua việc này, mọi người có thể cảm nhận rằng Đức Phật là con người quan trọng nhất trên thế giới. Ngài là đấng cha lành của chúng ta. Chúng tôi rất hạnh phúc. Các bạn có một lịch sử đáng tự hào. Chúng ta là một gia đình. Người Việt Nam rất tốt bụng, khiêm tốn và thân thiện. Đại lễ rất tuyệt vời và tổ chức rất quy củ. Tôi cảm thấy rất tự hào vì được là một phần trong lễ hội này. Tôi đã đến và thấy ngôi chùa Ba Vàng thật là phát triển và xinh đẹp. Là chỗ nương tựa tinh thần cho các Phật tử. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến để tham quan, tu tập và trải nghiệm nền văn hóa này. Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ đến thăm, tu tập và thọ nhận giới ở ngôi chùa này.
Tôi cảm thấy rất vui khi đại lễ Phật Đản năm nay có rất nhiều người tới tham gia với tinh thần tuyệt vời và đoàn kết. Các bạn đã thật sự có được tinh thần đoàn kết Phật giáo lớn mạnh. Thầy gửi lời tán thán và chúc mừng đến nhân dân Việt Nam. Hôm nay, thầy rất vinh dự được đến tham dự đại lễ Phật Đản tại Chùa Ba Vàng. Thầy chủ trì tổ chức đại lễ Phật Đản xứng tầm cỡ thế giới để tôn thờ Đức Thế Tôn. Buổi đại lễ thật trọng đại và tuyệt vời. Ngoài ra, đại lễ còn thể hiện văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đông đảo người Việt Nam về chùa tham dự đại lễ từ sáng sớm đến tối mịt. Mượt phá mùa đìn. Yang khui gần mà ế có phải kén mà lưng ngày là yang nghe khóc rằng lắp có dù có tay tay tao chứng tỏ rằng đạo Phật là nơi nương tựa vững chắc và nằm sâu trong tâm trí của người Việt Nam. Tháo Việt Nam nan yang tít yang yết tít phẳng nén này này phút sạch sân nạ nì bên thi nà nô mô thần nà. Hôm nay, tại đây có rất nhiều người và chư tăng từ khắp nơi trên thế giới khác nhau về hệ phái, quốc gia. Nhưng mọi người rất hạnh phúc được tổ chức lễ Vê Sắc tại đây. Rất nhiều người tham gia buổi đại lễ từ rất nhiều đất nước và ở khắp mọi miền của Việt Nam. Vì vậy, tôi cảm thấy rất biết ơn. Điều này thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc về tất cả các bạn và đại lễ Vê Sắc tại Chùa Ba Vàng. Nhiều nước tổ chức lễ Vê Sắc trên thế giới như Úc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia và lễ Phật Đản ở Ba Vàng rất thú vị và nổi tiếng trên khắp thế giới. For around the world to know about Vesak Day, because many many people share to Facebook, to social media, và to mọi người trên YouTube khắp thế giới, ví dụ như people Hoa Kỳ, around the world, châu Âu, has, United và America and Europe share and to participants about đại the ceremony. It's very exciting and very impressed. And people very happy. Mọi người đều vui mừng với buổi lễ của your, chùa. Ceremony. Hôm qua có nhiều người hỏi thầy, chắc thầy đi diễu hành mệt và đói lắm đúng không? Thầy bảo không hề. Thầy thực sự thích lễ diễu hành và thầy cảm thấy thực sự may mắn khi đã đến đây tham gia đại lễ này. Tôi nghĩ mọi người đều vui vẻ và có thể hát cùng nhau. Giống như tất cả đều hòa làm một. Không khí rất bình yên và hạnh phúc. Và tôi tin chắc một ngày không xa, người dân Việt Nam đều sẽ theo đạo Phật. And có tinh thần đoàn kết dân tộc cũng như trong Phật giáo và mọi người đều được hạnh phúc. They have peace all the country.